ta học Phật, nguyện vọng của ta là gì? Nguyện vọng thù thắng nhất là học làm Phật, đó là thù thắng nhất, hiếm được nhất. Chúng ta nghĩ tưởng xem, chính mình đi vào trong Phật đường có phải là đến đây phát nguyện làm Phật không? Các vị đồng tu đến nơi đây để nghe kinh, vì sao bạn muốn đến đây nghe kinh, buổi tối hôm nay buồn chán không có việc gì làm, đến nơi đây để tiêu khiển một chút. Đích thực có người có loại tâm trạng này. Việc tiêu khiển này đương nhiên ở trong xã hội văn minh hiện tại là tiêu khiển cao thượng nhất so với những nơi tiêu khiển thông thường, đây thực tế là cao minh hơn rất nhiều, thế nhưng việc này không thể thành tựu. Chúng ta đọc lục tổ đàn kinh, chúng ta phải nên học tập với Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng đến Hoàng Mai thăm kiến ngũ tổ. Cũng chính là lúc lạy Hòa Thượng Hoàng Nhẫn, Ngài nói rất rõ ràng với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn là con đến nơi đây là muốn làm Phật. Khẩu khí của Ngài bao lớn, ngài đến là muốn làm phật rất ít nghe nói qua có loại khẩu khí này ngài lập chí muốn làm phật ngài chân thật đã làm được ngài thật đã thành công tông môn gọi là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật ngài thật đã làm phật được rồi chúng ta nghĩ xem chúng ta ở ngay trong một đời này trong khoảng mấy mươi năm chúng ta đã làm cái gì đến thế gian làm những việc chi ngay trong một đời này rốt cuộc có thể thành tựu được gì rất quan trọng bạn ngay đến nguyện cũng không có, thì ngay trong đời này bạn còn có thành tựu được gì? Thực tế mà nói, cũng là sợ các vị đồng tu xem thường việc này, A-di-đà Phật. Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Nam Mô Mười Phương Ba Đời Chư Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Chư Thiên.